Chắc hai nước trong năm mùng hai nhà ông bây giờ được giúp backup data rồi mỗi file vì ở chúng mình cam vị thì chúng ta issues to do backup advanced server tại version với cái vùng vùng trên sâu trên cái đồng bộ trong bài cam vị thì issues to năng máu thì này thì lưu viên cái open của bạn mình kia đang chạm ra start trên máu quy trình hoàn chẳng còn một tiết đưa nó đi về miền này mở lại sân nó sập tạm ngay thiết tế hoặc lại sân này bạn tại activate vì còn một tiết nhưng mà đi miền ở disk backup miền đi hay partition backup miền file backup miền system backup miền other backup nhưng cho nó thao tác partition backup backup làm bài gì partition backup cái file làm bài backup từ lớp partition được chưa trải đi trải gì trải ơi trên đây được nó mở computer user một tiết cứ file backup file backup cứ về backup từ lớp file robot user trên đây gì vì mình backup từ lớp system với partition đằng mũi backup từ lớp từ folder rồi mới có drive nào mũi để dùng cho mặt backup như là việc backup từ folder và system backup như là backup từ lớp OS như là backup drive C robot user rồi mới có backup system đằng mũi nào mũi để dùng cho backup trong một tiết tôi tông với other backup cứ như backup backup cloud bay option hàng đào đối chiến nên không thì miền smart backup chuyên miền exchange backup chuyên miền tôi tông với mail email backup tông mail outlook etc hay là actual backup tôi tông với system database hay nên thằng anh ấy cứ dùng dùng vi file backup tầm ấy backup file của user bán thì mua những thứ cho những lớp file backup tầm một cái bên mình hay dùng select file or folder chứ nhưng từ backup file nào mới mới có chỉ folder nào mới để dùng trong backup chứ nhưng chỉ tôi thứ dùng thử cho tôi mới không công việc tôi được bao trong backup thì kì cứ dùng trong backup data robot user nó không công việc tôi chứ nhưng mà thao tác file là dùng trong backup lúc tôi thân không tải gì kì chẳng tôi họ tham thêm trong backup này backup đi trải C này cứ backup user chẳng hạn nó không ở computer nữa nên ít cứ gì phụ đỡ chẳng hạn trong backup tao mới biết á nhưng mà cái nó kết dụ với ai backup bạn ta cho ai về backup phụ đỡ chẳng hạn nắng riêng rồi ngay tương mới coi cũng đọt mang ai backup cái gì option backup nhưng trong backup thì cái option backup cứ backup tôn từ mũi nâng cao backup full backup incremental backup different backup cái thứ tôi dùng mũi nâng cao backup với mẹ auto mình tích rồi mới có môi dù mình thay dân hành backup thì căn ở cái C hay mình encryption encryption với ta file file để dân backup dân hành set cái password bàn thì viên nhận xây và cục kìa file để backup nâng vô từng mở bàn và lấy mấy cảm thi nâng chẳng tay như đã password với thêm tiền mình password bàn anh ăn clip về bàn mình performance thì bây tổng hôm rồi mới có quality nên được file về app mail notification mình đã dừng ai set email address tạm bây giờ về backup cấp cũng biết send send tới căn email nên ở dừng tăng tha server bây giờ mình backup cho bạn custom custom comment mình đi tới cũng mới comment này xem xét để dừng set về mình tha về để backup cho việc cụ thể send này từ na ấy xem xét hay nâng offset copy đây cứ chia tới tôi mới nâng cả set port và bài backup như thế file execution đang cứ dùng phải file là dùng chưa ra tá file là dùng backup nó bị cho được path ấy kia hay cật quy gì kì nhé extension về kì chẳng coi bây giờ chưa ra khu đời là dùng tới backup hết dùng dùng tới nốt tới tôi mới schedule ta dùng cho mang ai về backup mình daily rồi mới có one time backup mình đang backup tạm đoan đó ngày ngày có cho backup gì đấy rồi mới có daily daily là backup rồi ngày đặt màu một mảng màu tí màu muối rồi màu đặc biệt từ dương ai sẽ thay về lý nào mới để dương buộc lực tập vừa cá cứ gì về lý là ai backup data đang bàn cho dương ai đang đặt màu bảy chục buồn chục với dương từ tầm một tiết daily mình viết weekly monthly anh đi dương ai chờ upcoming event dương ai cần đặt p năm muối mong cần đặt hai năm với dương từ backup men shoot method mình đi tha về backup tại tôi dùng mới nâng cả backup men full backup mình backup tặng off file men mà backup tặng off mỏng chẳng mới là backup vừa backup tôi bây giờ file cam men hay là backup hai em đi lên đường tiền david aspect tại bây incremental backup về backup tạo vậy để kho thế là file mới mới copy file chạy
chẳng là bóng lái nhưng cua để vô full backup rồi chia ca backup bằng bộ rồi một tiết bạn nhân set ở việc incremental backup rồi muốn gọi set incremental backup để save space tầm một tiết chia ca chờ set user login thì nhân tới thời gian là nên nâng cấp bán rồi muốn gọi set tầm đó tầm một tiết chia mình chơi rồi còn lại để dân store top tài dân backup tiếp tục nữa nè thế nhưng chơi rồi mà đi so please select path thế như ai select thành lựa công tơ dân đá dân set dân backup bị trải ơi thì đã không trải này dân trải này nó như là file backup dân file backup nó dân select vô file backup bằng buồn nhưng mà chăm cả file lên trên kia thì ok mà chứ mình đây tha file nó về là backup và file nó này cho tôi khăn trải này hay phân được nó không file backup tao dân save quá về là dân save quá thì về là chơi dần ເຈິງ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 ເຈ
nhưng mà chăm chăm đó cái dụ là cứ cái ai về cao và lợi nhưng trên là về cao đúng nhưng trên ý kiến increment thôi mà nhưng giờ increment thôi nhưng giờ increment thôi mất cái gì process về cao bên này cái chấp đam về cao vậy đi nhưng mà ăn phồn đi rút rút cái việc vuông là về cao vậy chẳng biết tham về cao cũng là ăn này chẳng biết chấp đam về cao này biết chưa hiểu về những cái về cao cho chẳng biết là chấp đam estimate từ lời cái về cao để ra file cho nó sơ tán tiếp về thành backup lươn đấy làm lại đấy thôi rồi OK, lấy backup cho bây giờ lấy mình sẽ mới đặt tha backup plan file backup complete successful. Chẳng về backup cho chẳng về đợi ngày sai đo về lấy năng vĩnh về đợi backup vào đầu tiền. Chỉ như ai cho từ mở file là giờ backup nào thì không tải ấy một tham file backup. Chẳng được không nắm bên file lấy một file backup mình cứ dịch file này về backup mà cứ backup chọn được màu phí sai thầm bệnh thì chúng mơ màu với màu phí sai thầm bệnh. Các ca backup đã tôi dùng với nâng cầm thì chúng ta each use to do backup type server time job.